Trở lại với kênh của Ngọc Japan, à, một buổi sáng sớm thì Ngọc Japan có mặt tại Cẩm Khê Phú Thọ để có thể bàn giao giao chiếc ghế cho anh uh, Thanh. À, thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là anh Thanh có mua của Ngọc Japan một chiếc ghế và trong quá trình trao đổi với cả Ngọc Japan thì anh cũng mong muốn rằng là Ngọc Japan có thể là lưu ý nếu mà giao được buổi sáng cho anh thì là rất là tốt bởi vì rằng là buổi chiều anh uh, bận nên là ngọc gia pan và anh em nhân viên đã tới rất là sớm để có thể là bàn giao chiếc ghế cho anh à, thì như các bạn cũng có thể thấy ở đây đây là quang cảnh của nhà anh thanh và ngọc gia pan đã có mặt tại đây để kịp giao cho anh cái chiếc ghế như cái mong muốn của anh à, thì nhân viên của ngọc gia pan vừa tới và vừa cho cái chiếc ghế vào trong để có thể là chuẩn bị à, những cái bộ nguồn thảm trải sàn rồi là những cái thao tác để có thể kê cái ghế vào cái vị trí mà anh Thanh cũng như là gia đình mong muốn à, thì đây là một trong những cái điều mà ngọc Japan đi tới rất nhiều ngôi nhà và cũng gặp rất nhiều khách hàng thì mỗi khách hàng có một cái vị trí kê khác nhau và mỗi một người mong muốn rằng là cái sản phẩm nó sẽ để một cái vị trí để thuận tiện theo cái nhu cầu sinh hoạt của mình thì nói sơ qua về dòng OH 6800 thì nó là một trong những mẫu sản xuất năm 2018, 2019, một trong những cái bản rất là cao và cái form ghế thực sự ngọc gia pan đánh giá nó cũng rất là đẹp. thì với cái tầm phân khúc mà trên 30 triệu thì thực sự đây cũng là một trong những cái sản phẩm rất là phù hợp để mọi người có thể lựa chọn cho gia đình của mình. như các bạn có thể thấy các cái động tác cũng như là các cái cơ chế mà khi nó ngồi vào Uh, nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái ôm sát cơ thể cũng như là cái vật lý trị liệu rất là tốt thì uh, rất là cảm ơn anh Thanh uh, đã ở một cái nơi xa xôi đã tin tưởng Ngọc Japan và anh cũng chia sẻ rằng là uh, anh cũng tham khảo rất nhiều kênh nhưng cũng mong muốn rằng là lựa chọn Ngọc Japan bởi vì cũng thấy Ngọc Japan là một trong những cái đơn vị mà có đội ngũ nhân viên cũng như là cái cách làm việc rất là chuyên nghiệp và rất là cảm ơn anh đã có những lời chia sẻ và thực sự là rất là kính chúc anh một năm mới đầy an khang thịnh vượng và luôn luôn mạnh khỏe